Cái phần bài này thì ở giữa này là tô chuyển, thì các bạn nhìn thấy rõ rồi đúng không? Bản thân quả địa cầu thì nhìn rất rõ. Thế còn cái này nó là cái kỹ thuật gọi là chèn chèn những cái mũi tên vào đầu của một cái đường path. Đường path thì chúng ta biết rồi, path thì nó có hai dạng, đó là path hở và path path kín đúng không? Như thế này gọi là một path hở. Thế còn như thế này gọi là một path kín. Đó, khép kín. Điểm đầu điểm cuối gặp nhau. Thế thì một cái đường path hở thì các bạn có quyền là gì đấy ạ? Chèn một cái mũi tên vào đầu của cái đường path này bằng cách là nếu một đường path hở thì các bạn nhìn rất đơn giản ở trên này, nhìn ở trên 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 thành property thì chúng ta có thể can thiệp vào một số thứ như sau. Một là độ dày này nhá, các bạn có thể làm cái thao tác là chọn thay đổi độ dày theo cái danh sách có sẵn như thế này, hoặc các bạn có thể là làm sao đây bôi đen và các bạn gõ trực tiếp cái tham số vào đây. Đấy là cách thứ nhất là giải quyết về độ dày. Thứ hai là về kiểu dáng. Kiểu dáng thì chúng ta có theo kiểu một đường liền hoặc là các đường đứt đoạn theo các cách khác nhau. Thì danh sách ở đây cũng có, các bạn có thể duyệt, các bạn có thể chọn và view thử như thế này. Thế còn một dạng nữa là chèn các cái mũi tên vào đầu của một đường thì chúng ta chỉ có thể chèn vào được cho đường hở. Thực ra đường kín cũng chèn được nhưng mà nó sẽ không hiển thị. Nó cũng giống như là tôi tô màu ấy. Đây này, các bạn nhìn này. Tôi tô màu vào trong một đường hở thì ở dưới này nhận diện được màu nhưng nó sẽ không cho chúng ta nhìn thấy, trừ phi chúng ta bấm vào cái nút Close Curve này để chúng ta tự động nối kín nó vào. Thế còn cái thằng này về cái mũi tên thì nó cũng tương tự như thế. Tôi chọn một cái đường path. Ở đây có End là điểm cuối, đây là Start là điểm đầu. Sổ danh sách ra và các bạn có thể chọn một trong các kiểu mũi tên này. Sau khi các bạn chọn xong, nó sẽ hiển thị ra ở ở cái đầu này. Đây là điểm đầu, đây là điểm cuối. Và đây, các bạn có thể nhìn thấy. Cái này thì to hay bé nó phụ thuộc vào cái độ dày của cái này. Cái này càng to ra thì cái hình cái độ độ dày đường viền dày bao nhiêu thì cái hình mà chúng ta chèn vào nó sẽ to theo ấy nhiêu. Đấy. Hình bé đi theo cái độ dày của đường viền mỏng đi. Thế còn cái này tôi có thể gán vào cho một cái đường ellipse này không? Gán được. Đấy, nhưng mà nó sẽ không nhìn thấy. Ví dụ đây này, tôi tháo ra như thế này nhé. Đấy thì đây là một đường hở. Tất nhiên ở đây thì nó sẽ không hỗ trợ tại vì đường này nó là cái đường mà một một cái dạng đối tượng rất là đặc biệt. Nhưng chúng ta có thể làm là như sau. Bấm vào đây, bấm vào biểu tượng Align Pen là cái mũi là cái này. Align Pen. Đây. Trong bảng sâu hơn thì nó sẽ có cái này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy có nhé đúng không? Nhưng nếu mà tôi để nó ở chế độ gì đấy ạ, kín thì các bạn sẽ không nhìn thấy nữa. Pi này cũng thế, trừ phi đưa về app nó lại hiện ra. Thế thì đối với cái bài vừa rồi các bạn hoàn toàn có thể làm được đó. Đây chọn, nhưng mà tương tự như là cái hình vừa rồi nhé, chọn này, bấm vào cái mũi tên sổ ngang ra này, chọn công cụ Align Pen này, chọn Align Pen hoặc là nhấn phím tắt luôn là F12. Đấy, sau đó các bạn gán vào đây cho tôi. Đấy, điểm đầu là cái gì, điểm cuối là cái gì, bấm vào đấy là các bạn có thể xử lý được. Đấy, thế thì sau khi giới thiệu cái này thì tôi nghĩ là các bạn bắt đầu có thể bắt tay vào làm cái bài này được rồi. Đấy, phần lớn là tô màu. Đấy, chỉ có duy nhất cái bài này nó dính dáng tới cái kỹ thuật về đường viền thôi.